Wendy Phạm lần đầu tiên đó sinh nhật tại Việt Nam, tủi thân vì không có mẹ Phi Nhung. Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Xin chúc mọi người có một tháng an lành, gặp nhiều vận may trong cuộc sống, sức khỏe dồi dào và hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức mới nhất về các con của cố nghệ sĩ Phi Nhung. Được biết, Việt Nam đã đón sinh nhật ở tuổi 30 ở Việt Nam cùng các em nhưng lại thiếu vắng đi một người vô cùng quan trọng, đó chính là mẹ Phi Nhung. Wendy Phạm sinh ra ở Mỹ, mặc dù mẹ Phi Nhung đã về Việt Nam từ rất lâu, nhưng Wendy đã dành rất ít thời gian Việt Nam vì công việc em còn vướng bận bên Mỹ. Tuy nhiên, trước giỗ đầu của mẹ Phi Nhung, Wendy Phạm đã quyết định về Việt Nam để lo cho việc thừa kế còn dang dở, lo cho cuộc sống của các em Phi Như, Đức Đạt, Đức Trí, thăm tình hình sức khỏe của Đức Thành. Em được nhận nuôi khi còn rất nhỏ nên đôi khi sức khỏe vẫn rất yếu. Wendy Phạm bản thân là một bác sĩ, y tá nên em muốn tự tay kiểm tra sức khỏe của em trai, cũng như là lo cho Đức Hiếu chuẩn bị trường để thi đại học. Vì mẹ mất rồi nên Đức Hiếu rất hoang mang cho tương lai sau này. Wendy muốn về Việt Nam để lo liệu cho các em, định hướng tương lai cho Đức Hiếu. Chùa Pháp Lạc hiện tại cũng đang trong quá trình xây dựng. Được biết, các hạng mục công trình vẫn đang thi công. Wendy lo lắng cho cuộc sống của các em ở chùa. Em muốn thu xếp ổn thỏa thời gian chính xác và cụ thể chùa được xây dựng bao lâu thì xong, để chúng ta đều cùng ngóng chờ một việc, đó là Wendy Phạm sẽ đưa mẹ về Việt Nam để thờ ở chùa Pháp Lạc. Và trong chuyến về thăm chùa Pháp Lạc, có một điều khiến chúng tôi đều không thể cầm được nước mắt, đó là trong chuyến đi có cả Đức Thành và Đức Trí. Lúc ra về thì Đức Thành lại rơm rớm nước mắt, ôm chân sư cô và nói muốn ở lại chùa chơi với các anh chị em ở chùa. Em quyến luyến không buông. Được biết thì chùa Pháp Lạc là nơi đầu tiên Phi Nhung nhận nuôi Đức Thành. Lúc em được mẹ Phi Nhung đến nhận nuôi, em chưa tròn một tháng tuổi. Và dịp sinh nhật của mình, Wendy Phạm có đầy đủ các anh chị em ở bên cạnh nhưng lại không có mẹ ở bên. Em tủi thân nói, chưa có ngày nào con với mẹ được gần nhau như ngày của mẹ hoặc ngày con chào đời. Nhưng con luôn có cơ hội nhắn tin cho mẹ bất kể khi nào, khi mẹ đang ở đâu và thời điểm nào. Lần này con không nhận được phản hồi. Mối quan hệ qua điện thoại của hai mẹ con mình là tất cả những gì con có thể giữ lại, bền chặt tình yêu thương của hai mẹ con mình. Rồi, 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to Wendy. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Thành xuống dưới kia luôn. Đạp xung quanh cái chợ luôn nha, đạp được. Hả? Đạp một vòng nguyên chợ con. Rồi. Hả? Con đi cái vòng đi. Con đi thử được không? Đào đi vòng này đi tám cái trụ bán bánh bán bột chiên á, cua quen cái chợ cua về đây thử con đi được không hả? Thẳng thử coi không có đi theo nha. Không đi theo là đi thử nha, cẩn thận đừng té nha. Đi một vòng giống như vậy đó, đạp 20 vòng. Vô đạp phải đạp rồi, tắm trước đi. Đi tắm đi, vô đạp phải đạp rồi. Đó, đạp 20 vòng hả? Rồi, không biết tới là được đạp được không nữa. Thường thường đạp ở đây không à, không có đạp đi xe.
Hai đứa trọc ba tin hả? Thấy không? Không thấy lần nào luôn. Ủa Như đạp xe đạp tới đâu rồi trời? Kìa kìa kìa, xuất hiện rồi kìa. Ờ, xuất hiện rồi kìa. Ủa, ghê ghê ghê. Ghê ghê ghê, đạp một mình ghê. Rồi đi, đạp một vòng đi, nghe cái khúc chỗ kia luôn con. Một chiên là cua que bên cái chợ. Ủa coi con đạp lâu vậy. Sợ hả? Từ từ hả? À đúng rồi, đạp từ từ đi rồi mai mốt ấy. Ủa đạp đi là chút nữa giờ đổ mồ hôi rồi lên tắm. Đạp đổ mồ hôi rồi lên tắm. Rồi đi vô tí đi chung với Như đi. Đỡ lên à, chị Mai Ke lấy cái xe kia về cà tí đi. Đi ơi. Đó, mai nay chị Mai Ke mua xe đạp mới á, để mua để lấy cái xe đó về cho tí đạp. À, tí đạp theo Như đạp xe đạp nè. Còn Như đạp cho mình đợi tí thì Như đạp đi. Rồi. Ráng nữa con đi chung với tí, con đi một vòng chơi xíu rồi về nha. Ừ. Đi mua bánh tráng được không? Bữa nay đi mua bánh tráng. À không, bánh tráng qua đường không được. Nếu mà đi siêu thị này được. Con chưa qua đường được đâu. Đi qua hướng hướng ba bột chiên á, chỗ bán cha con gà á. Chiều ra cho theo đường tập cho nó đạt, cho nó thoải mái, không có ngồi coi tivi coi iPad hoài riết mắt hư hết. Ai cao vậy? À, như đạt ra chợ được không nè? Ờ. Không té luôn á hả? Biết ra cua qua chợ được không à? Cái xe đạp đó mua ở đâu rồi chị Hiếu? Như đi làm cái đạp rồi, đã chơi xong rồi chút nữa tắm. Ủa đi hướng nào rồi ta? Đạp ra chợ không biết, đạp vô mấy cái hàng cá, hàng thịt không biết nữa. Đạt đi vòng nào Phi Như chưa xuất hiện. Đừng nói Như đạp cho cái hàng thịt hàng cá ra rồi nha. Kìa kìa xuất hiện rồi. Phụ đạp xuống tuốt ở dưới kia luôn. Ồ. Quay ngã tư thắng lại. Rồi đạp với con, không có xe đạp qua.
Rí giống xe này đâu tới đâu đúng không? Đúng rồi. Là lấy xe nhỏ hơn gì? Ồ, đặt xuống tuốt dưới kia luôn á hả? Rồi. Tin tưởng nó là con vô cái hàng thịt, hàng cá nào rồi cha. Tin tưởng nó con cua qua cái chợ. Chợ. À. Nhưng mà anh chạy thẳng luôn. Nè, không có quẹo qua ngã tư này hả? Nếu mà con quẹo qua ngã tư này con quẹo được không? Con vô được không? Hàng nó nhỏ con vô được à? Cũng được. Không anh em, con chạy phía dưới chứ con không có dắt lên. Hiểu không? Chạy phía dưới thôi, đừng có dắt, đừng có lên hè. Tại vì cái cây này nó sẽ lên hè cao, nó sẽ bị ngã đó. Hiểu không? Con cô tập con chú đợi tí mai vậy con chạy một vòng con đi hướng cái hướng chợ thử đi à, quẹo qua chợ cho Trinh coi coi à, tập dễ lần lần á, mai mốt con chạy được, con né được à, cứ chạy từ từ là được hả? Tí qua bên kia ngồi nè, mang gì đi xuống được không? Xuống bậc thang được không? Lát xong rồi giơ luôn cái quần luôn. Ở thôi thôi như chạy qua chợ được không nè? Kìa, xuất hiện rồi. Từ tháng lại giỏi. Tập cho đi cho quen. Ok, bắn tim cho Như nè. Xe ở phía sau con, bắn tim nè. Xe phía sau kìa. Xin qua đường rồi. Đó, nó đi từ từ là nó quen à. Xe đông á là con đứng lại. Đông là con đứng lại xong con đi tiếp. Hả? Lúc đầu là con đâu dám chạy. Lúc đầu không có thêm con mới chạy. Hả? À, thì chị Linh thấy lâu quá luôn. Như vậy mà muốn nó quen là con chạy được hả? Chạy nhanh là được hả? Còn Trí leo xuống coi. Đó. Lết cái này là ướt con nó chết. Đúng. Ngồi dưới mang không chịu leo cao mang không rồi ấy. Rồi chạy đi. Đứa chạy bên đi. Hả? À, đi thẳng xuống này nè, đi thẳng lên thẳng xuống. Đừng có leo lên hè nha, té á. Té không được leo lên hè.
cái hè là cái hè, cái là cái kia là chưa là cái ấy á. Thôi mặc cái quần chị ta rộng rồi dướng. Để từ từ nha. Đi đường nhà hay giờ đường lớn, siêu thị này ha, chỗ bán trứng vịt lộn mà.